Theo đó, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó chánh tòa, tòa gia đình và người chưa thành niên, đảm nhận trọng trách giải quyết, xét xử vụ án giai đoạn phúc thẩm. Trước đó, sau khi lãnh 18 tháng tù giam về tội dâm ô đối với người 16 tuổi ở cấp sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh đã kháng cáo kêu oan. Theo phiên bản án sơ thẩm, tối 1 tháng 4 năm 2019, sau khi uống rượu bia cùng người chơi bè, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng được người chơi chở về thông thường cư Galaxy 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thang máy, ông Linh có hành vi ôm hôn cháu nợ, cả, cờ, 8 tuổi. Cháu bé bỗng đã chạy về kể lại cho phụ thân mẹ nghe. Sau đó, ban quản lý thông thường cư xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ít vào thang máy. Đến sáng 2 tháng 4, ban quản lý mời ông Linh xuống làm việc. Ông Linh thừa nhận có hành động ôm hôn bé bỗng gái. Lúc này ban quản lý thông thường cư lập biên phiên bản ghi nhận sự việc và phối hợp với công an quận 4 làm rõ ràng sự việc. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh và luật sư bào chữa đều cho rằng hành vi của ông Linh không cấu thành tội danh như Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 buộc tội. Tuy nhiên, hội đồng xét xử sơ thẩm đồng ý với buộc tội Viện Kiểm sát đưa ra. Cấp sơ thẩm khẳng định tài liệu, chứng cứ trong đại dương sơ đủ căn cứ xác định ông Linh tội ác dâm ô đối với người 16 tuổi và tuyên án 18 tháng tù giam.